đó giờ. Chị thấy hồi đó giờ là ba không đi rước rồi, cho ăn cho uống ổng không đó, ngủ với tối ngủ cũng ngủ với ổng. Ổng gài ba mới không cho ngủ chung, nó làm gì nó ghiền nó ngủ với ổng chứ. Gài ba không cho nó ngủ chung, nó lăn cái giật mình thức dậy á rồi thức luôn, nên không có cho ngủ. Mà cũng 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 năn nỉ đi, đi năn nỉ để ngủ hoài hả. Đau chưa chế? Không, nó ê ê rồi. Nó vừa ê ê mà vừa đã phải không? Đau là giật tỳ. Đau là này giật lại liền phải không? Tính ra mau mau có phé quá. Mới đây nè, mới bữa đi khám buổi chiều nói chửi đó. Mới đây mấy đứa nhỏ học, mới đây sắp tới hè nữa, mau quá. Sắp tới hè tới nơi nữa rồi đó chứ. Mau hết sức mau. Ngứa chỗ này phải không? Này nó hơi thốn cái hả chế. Lên rồi đó.
bên rồi thấy da thấy ham quá hả? Cái chỗ này thấy gì chứ nó ngứa ngứa mà nó đau đau nè chứ, mà đưa vô đã ngứa dữ lắm, mà nó hơi thốn thốn vậy đó ha. Đau nói em à, đi từ từ để cho chớ nhớ là bữa hổm lấy quá trời lấy luôn một cục chớ nhớ không. Rồi tới chỗ này nó hơi thốn đau, hơi thốn để nó lên góc.